Ngày 27 tháng 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận duy trì nghiêm kiếp trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức lực lượng phương tiện cơ động đến vị trí xung yếu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng giúp nhân dân sơ tán, phòng chống và khắc phục hậu quả. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị cơ bản đã hoàn tất các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu thành lập sở chỉ huy phía trước tại Quảng Nam, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra nắm tình hình tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên. Theo báo cáo phòng tác chiến quân khu, đến sáng ngày 27 tháng 9, các lực lượng đã hỗ trợ nhân dân các tỉnh ven biển từ thành phố Đà Nẵng đến Ninh Thuận, neo đậu an toàn hơn 20.564 phương tiện, với gần 129.009 lao động. Thông tin liên lạc cảnh báo cho hơn 4.267 phương tiện đang hoạt động trên biển ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổ chức lực lượng hơn 53.074 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân, công an và các lực lượng khác, cùng gần 1.385 xe ô tô, hơn 108 xe đặc chủng, xe chuyên dụng, 715 xuồng máy và phối hợp với quân chủng phòng không không quân, điều động một máy bay chuẩn bị ứng phó với bão, đồng thời điều động 5 xe thiết giáp của lữ đoàn TTG-574 sẵn sàng tham gia cơ động ứng phó bão. Trong 2 ngày nay, các lực lượng tỏa xuống các thôn xóm, nơi địa bàn trọng yếu giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, trường học, các tỉa cây xanh, đưa phương tiện neo đậu vào bờ an toàn, phối hợp với biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào bờ và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tránh trú bão.